Chào các bạn nha. Hôm nay cũng quay lại cái vườn heo của mình nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem là cái cách điều trị heo bị đau chân nha các bạn. Đau chân, đau móng rồi đó. Thì lý do là sao mà nó đau chân, đau móng? Nói chung thì mình nuôi heo kiểu nào không biết, thế nào thì trong đàn heo mình có kỹ thì nó vẫn bị đau móng nha các bạn. Đây, thì con heo nái của mình nè, thì nó mới bị dấu hiệu nó bị thôi, thì mình mới phát hiện, thì để mình làm clip cho các bạn xem để mà các bạn tham khảo cho vui nha. Thì cái cách điều trị của gia đình mình thì mình thấy như thế này, thì mình sẽ chẩn đoán nó sẽ bị thiếu hụt canxi nha các bạn. Thì cái chân của nó là cái chân này nha các bạn, đó, nó đi hôm nay nó có cái dấu hiệu khập khỉnh nè. Cái thường thường thì heo nó đi bình thường nha các bạn, nhưng mà bữa nay mình thấy hai cái chân của nó hơi yếu, nó bước nó có cái dấu hiệu run run chân và nó hay co rút cái chân lại đó. Các bạn nhìn các bạn thấy không, rất là dễ nha, rất là quan sát. Mình mới tắm xong mình mới phát hiện nha các bạn, thì nói chung là cũng khó phát hiện, nhưng mà mình thấy nó mới nha, chứ còn nó bị nặng thì nó có khi nó nằm nó, thì chân của nó là các bạn đôi khi thấy chân nó thấy bình thường nhưng mà nó vẫn đau ở dưới nha các bạn, phần móng nó đau nè, chỗ này nè nha các bạn, chỗ này nè, mình rờ vô đó, chỗ đó mình thấy nó đau, nó đi rất là khập khỉnh. Thì mình sẽ mua thuốc mình tiêm nha các bạn. Đó, bây giờ nó đứng nó rung chân các bạn thấy không, nó hay nhắc lên nhắc xuống, thì như vậy thì nó sẽ thiếu canxi nha các bạn. Mình sẽ mua thuốc canxi và mình sẽ tiêm cho nó, mình bổ sung cho nó thì nó sẽ khỏi ngay. Còn mà mình để lâu quá thì nó sẽ nặng lên nha các bạn, nó nặng thì nó sẽ đi không được. Nó đứng các bạn thấy không, nó đứng nó đào cái móng nó có thể là nó cứ nhắc cái chân nó lên đó. Thì như vậy là nó có dấu hiệu đau móng nha các bạn. Chứ con heo thường thường cái chân nó đứng thì hơi vững lâu, nhưng mà con này nó đứng lâu lâu nó cứ nhắc cái chân nó lên, cái dấu hiệu nó đã bị đau móng nha các bạn. Đó, nó đứng nó rung rung trùng trùng, cái chân nó không dám bước xuống thẳng dưới nền. Thì chúng ta nuôi heo thì đôi khi mình cũng cho ăn đầy đủ, mình ở đây mình cũng cho ăn rất là đầy đủ, nhưng mà thường thường heo mẹ nuôi con đó các bạn, thì nó tiết sữa nhiều quá, sau chu kỳ đó thì đôi khi trong cơ thể nó sẽ bị thiếu hụt canxi, thì nó sẽ dễ bị đau nhức khớp xương rồi đó các bạn. Thì có con thì nó yếu thì mình phải tiêm bổ sung canxi cho nó thôi. Thì con này mình sẽ mua thuốc về mình sẽ tiêm cho nó nha các bạn. Thì cái cách nhận biết của mình là mình chẩn đoán như thế này, chứ trong đàn heo thì mỗi khi mình cứ quan sát và mình kiểm tra nha các bạn. Chứ nuôi heo thì đôi khi nó có nhiều cái bệnh mình không có lường trước được đó, mình chăm kỹ thì mình vẫn phải bị thôi các bạn, chứ không phải là không bị được đó. Cái chân các bạn thấy không, nó biết nó đi, cái dấu hiệu nó hơi yếu nha các bạn, cái dấu hiệu nó hơi yếu. Nếu như thế này mà mình không tiêm liền, mình để 2-3 ngày á, thì nó sẽ nặng hơn nha các bạn. Vì cho nên mình nên tiêm liền. Nó đứng nó cứ dở dở cái chân nó lên, nó không có chịu đứng thẳng. Mình đi vô mình mua thuốc cái mình sẽ tiêm cho nó nha các bạn. À, thì con heo nó nằm xuống rồi, mình cũng mới đi mua thuốc về nha các bạn. Đây thì mình sẽ sử dụng cái loại thuốc này nha các bạn. Đây, nó sẽ đặc trị canxi huyết nha các bạn, bài liệt xốp sữa. Thì trong đây là thì cái thành phần bên đây là cái công dụng của nó, là mình đọc cái công dụng của nó nha các bạn. Nó phòng trị các loại bệnh giảm canxi huyết trước, trong, sau khi đẻ hoặc trong giai đoạn cho sữa nha các bạn, bệnh còi xương, mềm xương, xốp xương nữa, co cứng, co giật ở heo, trâu, bò rồi đó. Thì các bạn đọc thì trong cái thành phần công dụng này nó có hết, và mình tiêm theo cái hướng dẫn sử dụng của nó nữa nha các bạn. Thì trong con heo thì mình tiêm bao nhiêu liều nó sẽ để rõ trong đây nha các bạn. Heo mẹ này các bạn thì mình tiêm khoảng tầm từ 5C đến 10C nha các bạn, để heo ngé bê cù rồi đó.
từ 50 kg đến 100 kg thì mình tiêm nó từ 10 đến 15cc cho con. Thì mình sẽ tính theo trọng lượng của con heo để mà mình tiêm nha các bạn. Đó, mình tiêm tinh bắp, mình tiêm liên tục 2-3 ngày tùy theo nặng hay nhẹ. Thì mình sẽ sử dụng cái loại thuốc này. Tiếng của nó nè các bạn, Nicocapsid. Thì cái thuốc này mình sẽ tiêm cho nó là 10C nha các bạn. Đây, nó để công dụng ở trên nè, 10C đến 15C. Thì con này nó cũng hơi gầy, mình cho nó 10C thôi nha các bạn. Và để tí xíu mình tiêm. Bây giờ nó nằm lên tí xíu nữa mình sẽ lấy kim mình hút vô rồi mình sẽ tiêm nha các bạn. Mình cho nó ăn vô đây miếng cám đi, mình tiêm cho nó dễ nha các bạn. Cái heo thì mình vô chuồng nó sẽ lây hoay. Con heo chúng ta nó đang ở trong đây nha. Mình sẽ lấy tiêm ra rồi mình sẽ rút thuốc vô mình tiêm nha các bạn. Rồi mình sẽ tiêm liên tục cho tầm 2 đến 3 ngày nha. Nếu mà bị nặng thì bây giờ mình sẽ vô chuồng mình sẽ rút thuốc ra mình tiêm nha các bạn. Thì mình mới vừa tiêm xong nha các bạn. Tiêm xong nữa rồi để ngày mai mình sẽ tiêm tiếp cho nó một liều nữa cho nó hết nha các bạn. Mình phát hiện sớm thì nên tiêm nó cho nó mau khỏe. Nó đi các bạn thấy không, nó thực hiện cái chân, nó mới thực hiện cái nữa đó. Chẩn đoán của nó là bệnh thiếu canxi nha các bạn, thiếu canxi cho nên nó bị đau móng, rồi nó đau khớp nữa, nó đi khập khiễng đó, nó co co cái chân lại các bạn thấy không, nó đi nó cứ cà nhắc cái chân. Chứ mấy hôm trước thì nó con nó ở chung với nó thì nó rất là bình thường, nhưng mà mình lẻ ra sau trong mấy ngày sau mình thấy nó bị vậy các bạn, thì mình sẽ chẩn đoán nó bị bệnh thiếu canxi các bạn. Chân nó bước đi nó thật thỉnh. Đấy, các bạn thấy nó đứng rồi, nó đứng lâu lâu cái nó nhắc cái chân lên thì cái móng nó đau quá các bạn, nó cạ với nền thì nó đi nó không dám đi nhanh hoặc là nó không dám đứng lâu, nó, cái chân nó bỏ xuống nó nghe nó đau đó các bạn thấy không? Nó cứ nhắc nhắc cái chân lên vậy đó. Chứ thường thì nó đi bốn chân bình thường, các bạn nuôi heo các bạn biết điều này mà. Đấy, nó đi hơn các bạn thấy không, nó có dấu hiệu là không bình thường. Rồi để hôm sau mình sẽ tiêm cho nó thêm một mũi nữa coi nó có hết không nha các bạn. Nếu các bạn xem thấy hay nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, tạo cho mình thêm động lực để mà mình làm nhiều video mới. Thì các bạn xem thấy hay nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, tạo cho mình thêm động lực để mà mình làm nhiều video mới. Đây là cái chân nó cứ đi thật thỉnh nó bước nó cứ cà nhắc đó các bạn thấy không, thì nó đã bị đau móng rồi, nó bị đau khớp gì đó, nên là mình mua thuốc mình tiêm ngay. Thì cái này là cách chẩn đoán riêng của mình. Thank you.
hôm sau xem nó như thế nào nha các bạn, cái kết quả nó có khả quan hơn. Nếu mà nó không khả quan thì mình sẽ mua cái loại thuốc khác về mình tiêm tiếp nha các bạn. Các bạn xem thấy nó đi rất là cầm khiển, nó không dám đi nhiều, nó nằm xuống nữa hả chưa, đi có một chút là nó muốn nằm xuống thôi. Cái heo này thấy hết rồi nha các bạn, thì cái chân hết đau rồi, giờ mình thấy nó đi đứng rất là thoải mái rồi các bạn, không thấy nó nhấc cái chân lên nữa nha, nó đứng rất là lâu, nó đi thấy nó quay dần dần được hết rồi các bạn ơi, thấy đỡ rồi, quay qua quay lại thấy ok hết rồi. Chào tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn xem vui vẻ thành công trong công việc.